Hello anh em, và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói về đội hình nhà phát minh lên 9 sớm. Ở phiên bản 11.23, Riot muốn giảm sức mạnh của nhà phát minh, thành ra máu cũng như là sức mạnh công kích của đơn vị máy bị giảm xuống. Tuy nhiên cái khả năng tăng tiến theo cấp độ sao thì được tăng lên, dòng máy thì được làm lại, đó là giờ được miễn khống chế. Tuy nhiên là tầm đánh cũng như là sát thương thì bị giảm xuống. Cái tầm hoảng sợ cũng được tăng lên, tuy nhiên thời gian hoảng sợ thì cũng giảm xuống. Điều này tưởng chừng như sẽ làm cho đội hình nhà phát minh yếu đi nhiều, nhưng thật ra thì cái tầm hoảng sợ cũng như là cái việc dòng máy được miễn nhiễm khống chế khiến cho mốc 7 nhà phát minh trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Thành ra là nếu các bạn có khởi đầu ấn nhà phát minh hoặc linh hồn nhà phát minh vân vân thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mua các thứ nhà phát minh để rồi có bọ, thậm chí là có gấu sớm, sau đó cố gắng lên cấp 8 sớm roll được một con Jay. Khi đó các bạn sẽ có rồng và các bạn có thể tiếp tục tích tiền để lên 9 sớm luôn mà không cần nâng cấp đội hình mình quá nhiều. Ở 9 thì tùy theo bài đối phương mà các bạn có thể nâng cấp lên được Jace 2. Thường thường thì chúng ta sử dụng dây ở dạng cận chiến, tuy nhiên dây đánh xa cũng có thể chấp nhận được, và dùng thêm một số tướng 5 tiền kết hợp với rồng như kiểu Victor 2 hay Kai'Sa 2 để giành chiến thắng nhé. Trong video này thì các bạn sẽ thấy cách chơi đội hình nhà phát minh lên 9 sớm. Nếu các bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Chúc bạn xem video vui vẻ. Đến lượt tôi. Quy level vậy, hy vọng ra mấy con nhà phát minh nữa. Ok, ra tái chế nữa. Là nhà phát minh để đồ jean nó bị yếu nhưng mà nên tôi không thích để đồ jean lắm, nhưng mà cảm giác là bắt buộc. Đang hơi bị bắt buộc. Mà chỉ có chính ra jean lắp cung xanh mà khi mạnh hơn. Công nhận trận trước thằng kia cũng khỏe ở nhà phát minh, hai cái cọc không ta rích đường đấy nữa, lực điền vãi cả nồi. Phi mạnh hơn Cambio không thể, tại sao có thể thấy 70 40 40 65 700 máu ấy, 50 40 40 không thêm 6 700 máu. Thì về cái mặt phòng ngự thì con Cambio này nó là số 1 ý. Cái gì, hai bên cùng chiếu nhau à? Đen đấy nhở, không ra được chiêu luôn. Mình giản ra tướng đông đâu, toàn ra sát thủ, trông chán vãi nào. Cái gì đây? Cho con gì kích hệ đi. Thế nhé. Chúng các cậu đợi quá đáng sợ nên tôi đành phải hy sinh tiền lãi vậy. Cái quái gì mà Talon 2 sinh 2 thích 2 à? Chắc là phải lấy cung nhỉ. Cung 3 tiền nhỉ. Tôi nghĩ là cung 3 tiền ngon hơn. Tại lobby nó sẽ có nhiều giáp gai ấy. Cả giáp mình không có cung xanh cũng khó chơi lắm. Với cả cá nhân tôi thì đấy nó là cái 3 tiền mà. Đây là trâu hết nước rồi. Không trâu hơn nữa được. Nếu mà vẫn thua thì tớ chịu rồi. Tớ cũng mạnh hết mức rồi. Nhà bạn ấy 3 nâng cấp thì chịu. Bao cấp 2, phải cả đài thật. Tôi không được chọn theo cách đấy thì tôi phải chọn bản thân mình theo cách này thôi. Đôi Camille cũng mạnh cơ. À thôi. Sợ đen lắm. Sợ đen nhiều đến kiếp sau cũng không lên được đôi nào ấy.
Còn tiếp theo thì là ấy sẽ ngon hơn thế nhở? Lissandra sẽ ngon hơn đúng không? Hơi nghèo, trận này mình hơi nghèo. Quyết định bán đôi đi cũng đúng á. Một con Sera không, tôi cần Zillion các bạn. Sera nghe sang xịn mịn quá, chảnh chó quá. Tôi chỉ cần một con Zillion thôi các bạn. Thế có phải là một điều ước xa xỉ không? Sợ nhỉ. Mấy nhà này roll rồi nên cũng không làm gì được. Mình cấp 6 30 tiền, người ta cấp 5 30 tiền. Các bạn nghĩ người ta roll bao nhiêu? Trời ơi. Hóa kỹ là vứt, học học nữa học mãi cũng vứt. Có mỗi trạm sửa chữa thôi. Vừa bảo là đừng chọn cái này, xong bây giờ mình vẫn phải chọn, nhục thực sự. Trạm sửa chữa có đi đâu mà ngon các bạn. À, gặp sát thủ luôn à. Ồ, thì quái nào con Kata lại bị bế đi chỗ khác. Trạm sửa chữa các bạn có thấy con rồng nó có bao giờ chết ở giai đoạn sau không? Gần như là không bao giờ à. Rất là giáp thôi, tôi không nghĩ là mấy cái kia có ý nghĩa gì. Rồng với gấu tanh. Không không, kiểu con rồng một chết ấy là nó chết luôn ấy các bạn, nó chẳng bờ có đủ thời gian hồi phục đâu, thật. Toric. Ô thần tượng đâu nhỉ? Thần tượng đẹp ấy. Bán. Quê bắt nãy không tái chế cái đấy. Lại không tái chế cái nước mắt, không ai nhắc cả. Buồn các ông thật đấy. Không một thằng nào nhắc luôn. What the fuck man. Từ từ nhá, để nhìn xem Lissandra 2 hay là à, con này ngon hơn nữa. FH sói RMG, RMG sói FH. Thật ra là như nhau. Lissandra sẽ mạnh hơn đấy. Nếu Lissandra 2, Lissandra 2 mạnh hơn. Nhà này đang cố nổ vũ ngoại binh à? Đen cho nó gặp nhà mình. Một nhà mà đéo quan tâm đến vũ ngoại binh. Ừ. À, một nhà mà đéo quan tâm đến tiền lãi. Tại mình đang chạy Chestona. Quên mất. Chính là đoạn này chạy Lulu hơn là Chestana chứ. Từ từ nó lắp cái quyền trượng nó cũng vô dụng với Ezreal thôi. Cái đam của Ezreal tăng AP nó chỉ tăng tốc đánh thôi, không tăng nhiều DPS lắm. Giờ mà vẫn chưa có gấu thì mình cũng ten thật đấy. Hay là roll một tí cho nó có gấu nhỉ? Không nên, chắc là lượng máu này thì các bạn có thể để 8. Để 8 rồi roll. Bây giờ like nhất bạn rồi. Không bỏ được cái gì à? Chana 1. Ah man, tự nghĩ đi. 40 mình còn 10 đồng, bán mấy con vớ vẩn đi. Ơ coi, coi như là đánh giữ top rồi, chẳng quan tâm làm bán này. Bán. Và hy vọng mình thắng. Thường thường thì khi các bạn vừa thua, các bạn level là sai. Nên con Janna đang ra chiêu thì bị ngắt luôn. Nhưng mà mình vẫn phải làm thế, tôi nghĩ là đúng bởi vì mình cũng cần tỷ lệ ra chase 5% mà nó tự ra con dây hả? Ui trời ơi.
5% mà nó tự ra con dây thay vì hai con rác rác cứt cứt này thì xong game rồi. Tại tôi đang dùng cho đồ nên là tôi có như là coi như là tôi có cộng 1, ít nhất là cộng 1, có thể là cộng 2 tiền lãi các bạn hiểu không? Thế nên tôi mới dám làm lên cấp kiểu điên cuồng như thế à. Khi nào tôi bỏ cho đồ thì là thôi luôn. Nói chung là trận này có thể là đánh 9 hay là có thể đánh kiểu hơi láo. Không hẳn là láo, gọi là hơi láo thôi. À, cái gì cấp 7 có cả mèo vậy anh? Còn thiếu con gì nhở? Serazilian. Xong. Rất chín. Đấy các bạn nhìn này, con rồng hồi mất rõ lâu à. Không phải làm thế. Nhất thống. Trời ơi, con gấu giòi của cậu solo với cả chú rồng. Sao? Thể có rồng có khác vọt vậy rồi. Nhìn EZ của mình carry à. Nhà hát mình lỗi quá, nói thật. Ui, gì đây, gì đây? Diệt nhá. Diệt này. Sojin này. Cuồng đao đúng không? Tôi nghĩ là carry gì quên tên rồi nhỉ? Carry Jin. Cái gì đấy bro? Cay thật. Con bóng của nó đấm nguyên sàn nhà mình. Fuck. Chiếu nguyên sàn khó chịu thật. Chú rồng ơi, em hãy hồi sinh dậy. Đấy các bạn thấy không? Rồng hồi sinh nó bị phê vô dụng mà. Gần như là rồng chết thì cũng chẳng bao giờ có đủ thời gian hồi sinh. Khó quá nhờ, không tham được nữa. À 68. Không tham được, không tham được. Nói thật là không tham được. Tham được tại vì trận trước thằng kia có nhỏ nhắn nhanh nhẹn nó mới tham được thôi. Trận này mình làm gì có nhỏ nhắn nhanh nhẹn đâu mà đòi tham cho nó. Bạn không phải là người duy nhất may mắn đâu. Rồng. À, vẫn thua. Rồng hồi đầy máu không? Không ăn được. Không có đủ đam, con Bifatune đấy chẳng có tác dụng. Không, tôi chỉ đang không muốn thua nặng thôi. Để tôi không roll 8 đâu. Tôi chỉ muốn roll 9 thôi, nên là tôi đánh tham ấy. Đó. I'm always ready. Nhà này để xem ăn được nhà mình không. Vừa lên dây 2. Có con dây để sống dai lắm, nghĩa là con rồng lúc nào cũng được hồi đầy máu à. Bó. Hay là lấy máy chiếu để nó không đụ được mình à. Chắc là tí tôi xếp tách đội hình ra vậy. Tại vì có nhà Kuro. À không, nhà này lấy máy chiếu thì không sao. Tại vì mình vừa gặp nhà đấy xong. Cái gì đấy? Thằng kia bị lag không lật nhặt đồ kìa. Thế là không ai nhặt máy chiếu cả. Ngon. Để tạo Ori cầm đồ thì nó có Jin đổi lại sau.
Thì Jin đổi lại bàn tay công lý cho Chase sau. Theory kích được máy móc nữa, lên được thêm một stack của nhất thống. Siusawen à? Siusawen đến từ địa ngục. Hãy gặp chú rồng đến từ thượng giới. Rồi. Chết mẹ dây rồi là sao nhỉ? Siusawen nói tha em anh ơi. Đùa đấy. Khoan đã. Úi dồi ôi, sao nó máu trâu thế? Thằng này là hai đúng không? Hai đế chế xong bầy tôi dâng hiến là cả hai con đều có. Và cả hai con đều khỏe. Sợ thật. Kẹt Seraphine á. Kẹt đâu? Seraphine tầm đánh 4 mà các bạn. Nào. Nãy bạn chó đỏ à? Giờ tôi cũng chó đỏ. Mà thật ra tôi là người được chọn nhá. Tôi được chọn từ ban đầu rồi bạn hiền. Bong. Chết luôn. Áo phong luôn. Có thùng trinh không? Victor. Gì đấy? I jinxed. Ông Jinx nó chẳng kích cái gì cả. Nghe nó cứ bị lừa lừa nào ấy. Jinx nó chỉ hơn được một cái là nó cầm được, nó cầm ba đồ này cũng ok thôi. Jinx còn mất đi một hệ nữa nên là tôi không thích Jinx lắm. Còn Jinx nó dập vào kìa, rùi. Jinx nó chỉ cần dập vào đấy. Ui, một kẻ. Thế có khi phải là Ori ấy. Thật đấy. Vẫn Zillion một nữa. Tại vì mình đứng cụm vào nhau quá hay như nào nhỉ? Lại gặp tiếp. Vai đái thật. Một kẻ chết hết. Từ gặp nhà này thì Jin vẫn ngon hơn ấy. Nhà này thì chắc phải cụm vào, nhà này có CC gì đâu. Mà Jin không mạnh tại vì Jin không có xạ thủ. Nói chung là tôi nghĩ là bỏ Jin ấy, dùng Ori đúng hơn các bạn. Cảm giác là cái bài này dùng Jin đúng phò nào ấy, thật. Để Ori nó cho kháng phép, mình đỡ bị sốc nữa. Chân 2 Sojin à? Nó deny nó, không lấy được Sojin như vậy, chứ biết sao giờ. Bây giờ chúng ta có mối quan hệ tương sinh tương khắc. Căng thẳng thật sự. I'm pretty sure it's just Orianna. 90% sure. Không quan trọng đồ đâu các bạn, nói thật. Tôi chắc nó là Ori. Và chúng ta cần đứng tản ra để không bị thằng kia nó một chiếu cút hết. Lại gặp thằng này tiếp. Ok. Không, tôi không nghĩ là nhà này ăn được tôi. Dù tôi có đổi để địa hình như thế nào, cho nên là tôi chỉ quan tâm là làm sao tôi ăn được nhà này này. Thấy không?
vẫn không thắng được kia cả. Khó nhờ, nó lên Victor 2 chưa? Chưa. Hiểu vấn đề rồi, như là mình hiểu ra một chút vấn đề rồi. Chỉ có thể là thế này thôi. Con rồng nó không đủ khe để nó choáng. Khả năng cao là như thế. Dình. Nó phải thế. Chính thuật sư thì ăn á. Ai bảo chính thuật sư mới ăn. Đánh phải biết rút kinh nghiệm chứ các bạn. Cái position quan trọng mà.